Giảm giá khi mua hàng là một trong những cách nhanh nhất để thu hút khách hàng đến với cửa hàng của bạn. Ai mà lại không thích giảm giá chứ? Giảm giá không chỉ giúp khách hàng mua sắm thoải mái hơn mà còn giúp doanh nghiệp của bạn phát triển nhanh hơn nếu như bạn áp dụng giảm giá một cách đúng cách. Giảm giá không chỉ giúp tăng doanh số mà còn giúp tăng độ phủ sóng của thương hiệu của bạn. Bởi vì ở đâu có giảm giá thì khách hàng sẽ tự động truyền miệng nhau rất là nhanh. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mạng giảm giá để tri ân cho những khách hàng cũ, khuyến khích họ mua hàng nhiều hơn. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng mạng giảm giá như một mồi câu để khuyến khích khách hàng sử dụng mạng giảm giá để mua sắm trên app. Như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem nhé. GoSale cung cấp công cụ tạo mạng giảm giá và chương trình giảm giá vô cùng linh hoạt và dễ dàng cho người bán. Bạn có thể tạo mạng giảm giá và chương trình giảm giá chỉ trong vài thao tác đơn giản. Bạn chỉ cần truy cập vào phần ưu đãi ở menu phía bên tay trái và tạo chương trình giảm giá. Ở đây bạn có thể tạo mạng giảm giá cho sản phẩm và mạng giảm giá cho dịch vụ. Ở đây tôi sẽ tạo thử cho bạn mạng giảm giá sản phẩm nhé. Tên chương trình bạn có thể đặt theo chương trình campaign mà bạn muốn thực hiện. Ví dụ như tôi sẽ đặt là chương trình giảm giá 30 tháng 4, nhân dịp 30 tháng 4. Mạng giảm giá bạn có thể tùy ý đặt. Ở đây tôi có thể đặt là VIP 10 cho dễ nhớ. Thời gian chạy nhất định bạn phải chọn một cái thời gian chạy nhé. Tôi sẽ áp dụng trong vòng 1 tuần. Ở đây bạn có thể tùy chọn giảm giá theo phần trăm hoặc là theo số tiền cố định. Ở đây tôi sẽ chọn là giảm giá 10%. Bạn được phép giới hạn số lần sử dụng, giới hạn tổng số lần sử dụng. Là ví dụ mã này sẽ được sử dụng trong vòng 10 lần thôi. Và bạn có thể đặt thêm điều kiện là mỗi khách hàng chỉ được sử dụng một lần. Bạn có thể áp dụng mã giảm giá này cho một nhóm khách hàng nhất định hoặc là cho tất cả khách hàng đều được. Ở đây tôi sẽ chọn là tất cả khách hàng. Bạn có thể chọn giảm giá cho một bộ sản phẩm, bộ sưu tập sản phẩm hoặc là một vài sản phẩm nhất định đều được. Ở đây tôi sẽ chọn bộ sưu tập là bán sỉ. Ngoài ra bạn có thể chọn thêm những cái yêu cầu khác, ví dụ như là yêu cầu giá tiền đơn hàng tối thiểu để có thể sử dụng mã sản phẩm. Thì đây tôi sẽ chọn là 100.000 đồng, có nghĩa là khi bạn mua một sản phẩm trên 100.000 thì sẽ được giảm giá 10%. Và đây nền tảng để bạn có thể chọn. Với việc chọn nền tảng này, bạn hoàn toàn có thể cài đặt là mã sản phẩm này, bạn hoàn toàn có thể cài đặt là mã giảm giá này chỉ sử dụng ở trên app để nhằm mục tiêu kích thích khách hàng tải app về để sử dụng mã giảm giá. Bạn có thể tăng được rất là nhiều lượt download nhờ những cái chương trình giảm giá đúng cách. Bạn chỉ cần bấm lưu là bây giờ là mình đã có một cái chương trình giảm giá rồi. Thì bây giờ mình hãy test thử nhé. Bây giờ mình sẽ mua một cái sản phẩm bất kỳ ở đây. Rồi, mình bấm chọn mua. Và ở cái phần mã giảm giá thì các bạn điền cái mã mà mình vừa mới tạo ra. Tiếp 10. Rồi khi các bạn bấm áp dụng thì hệ thống sẽ tự động trừ 10% cho cái khách hàng này. Và lưu ý chỉ có khách hàng VIP nằm trong cái tệp khách hàng mà bạn đã set từ đầu mới có thể sử dụng cái mã này thôi. Nâng cấp gói 2 để được trải nghiệm toàn bộ tiện ích trên.